Bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán con mực bằng giấy thủ công màu để gửi tặng đến các bạn. Mình cần chuẩn bị đó là giấy thủ công màu, bút dạ, kéo cắt và hòm dán. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi mình làm.